Trên màn hình của chúng ta lúc này đó chính là những thông số mà chúng tôi ghi nhận được trong game thi đấu thứ hai của ngày hôm nay. Tổng số lần hạ gục là 56, số lần bom được ném là 248, số lần cứu được đội là 19, tổng số lượng hồi máu là 8410, hai lần thính được nhặt, 59 lượt knock và 10 điểm tổng headshot. Chỉ số hạ gục xa nhất lúc này thuộc về Tuấn Z2K tới từ VGaming với khoảng cách là 308m. Cùng tổng kết trận đấu thứ hai của ngày hôm nay bằng bảng điểm trận. Chúng ta có Winner Chicken Dinner trong game thi đấu này thuộc về Dingo Xavier với 18 điểm hạ gục, tổng số lượng sát thương lên tới con số 3275. Vị trí thứ hai thuộc về Easy Aspire, 6 điểm hạ gục và lượng sát thương là 1394. Vị trí thứ ba chúng ta có One More với 3 lần hạ gục và lượng sát thương là 1392. Vị trí thứ tư Takademi, 1 điểm hạ gục và lượng sát thương là 621. Ở những vị trí tiếp theo trên bảng xếp hạng, chúng ta có VGaming ở vị trí thứ 5, DRK ở vị trí thứ 6, Box ở vị trí thứ 7, Bisenot, Talent Esports, Talent All-Star, Bảo Nam United, AAT, Lightglow Gaming, Silent Diamond, Yumihao và BAT lần lượt là những cái tên tiếp theo từ vị trí thứ 6 cho tới vị trí thứ 16. Hãy cùng tổng kết lại sau game thi đấu vừa rồi xem là thứ hạng các đội tuyển như thế nào trên bảng xếp hạng tổng. Một vị trí top 1 vẫn vững chắc thuộc về Dingo Xavier. Lúc này thì tổng số điểm đã lên tới con số là 130, bỏ cách rất xa vị trí thứ hai là Easy Aspire 91 điểm. Vị trí thứ ba chúng ta có Team One More với 71 điểm. Tiếp theo trên bảng xếp hạng có Bisenot, Silent Diamond, Box Gaming vẫn đang đứng ở vị trí thứ 6, BAT và Yumihao lần lượt vị trí thứ 7 và vị trí thứ 8. Ở nửa tiếp theo trên bảng xếp hạng chúng ta có những đội tuyển sau. Vị trí thứ 9 thuộc về Bảo Nam United. VGaming đã vươn lên vị trí thứ 10 sau game thi đấu này, tuy nhiên thì có vẻ như vẫn chưa được đúng với phong độ của họ cho lắm. Lightglow Gaming đứng ở vị trí thứ 11, lần lượt tiếp theo chúng ta có DRK, Takademi, Talent Esports, Talent All-Star và AAT sau một ngày thi đấu ở vòng weekday khá là tốt thì có vẻ như là vòng Super Weekend này họ lại chưa được bay bổng cho lắm khi dừng lại ở vị trí thứ 16. Nhìn lại trên bảng xếp hạng tổng lúc này thì em cảm thấy trong game thi đấu vừa rồi, game thi đấu thứ hai ngày hôm nay lại là một lần nữa thất bại của Box khi mà họ phải dừng chân hơi sớm. Anh Loki không biết là anh đánh giá lý do tại sao mà họ lại dừng chân sớm như vậy? Để về nói về đội tuyển Box Gaming thì chúng ta phải thấy rồi. Hiện tại thì mình đang thấy Box Gaming họ đang áp dụng một cái lối chơi, đó chính là một lối chơi di chuyển bo sớm và đánh vào hộp tâm bo ở thời điểm đầu game. Với những đội tuyển chơi một lối chơi như thế này, chắc chắn ở thời điểm vòng bo đầu tiên và vòng bo thứ 3 họ sẽ di chuyển bo rất sớm, và chắc chắn rằng kể cả ở trong hộp tâm bo, những cái vị trí đẹp đó mà có bất cứ một team đối phương đang thủ thì bên phía thì Box Gaming họ vẫn phải công. Đây cũng là một cái lối chơi rất là phổ biến cũng như là quen thuộc của đội hình của một đội tuyển Trung Quốc rất mạnh, đó là đội tuyển XQF. Và hiện tại thì mình đang thấy Box Gaming họ đang áp dụng một lối chơi như này. Đây là một cái lối chơi khá đơn giản, không màu mè, không cần phải có quá nhiều kinh nghiệm, chỉ cần là tay to thôi. Và những thứ để gọi về kỹ năng cũng như là tay to thì bên phía team Box Gaming họ có hoàn toàn đủ, và dẫn đến việc là cái tỷ lệ phải nằm lại ở vị trí top thứ 15 cũng như là top thứ 16 của những đội tuyển chơi những cái chiến thuật như này, đặc biệt là như là bên phía team Box Gaming thì cái tỷ lệ đó rất là cao. Vâng ạ. Nói về những team mà gậy hơi sớm trong game thi đấu vừa rồi thì chúng ta cũng phải để ý tới cái tên là Bảo Nam United. Bảo Nam sau một game thi đấu rất là bay bổng và được các caster đánh giá là có thể là một sự trở lại về phong độ của họ, giống như là những mùa trước rất là hủy diệt là nhà vô địch của PMNC, thì họ lại có những game thi đấu mà chưa được tốt cho lắm. Đối với anh Cường OT thì anh đánh giá sao về cái tên Bảo Nam United tới thời điểm hiện tại trong hai game thi đấu vừa rồi diễn ra? Để nói về Bảo Nam United ở trong hai game thi đấu vừa rồi thì chúng ta cũng đã một cái tín hiệu khởi sắc hơn khá là nhiều tới từ Bảo Nam United rồi, ít nhất là trong game thi đấu đầu tiên khi mà họ kịp bỏ túi cho mình một cái top 1 với một sự nỗ lực và một sự tỏa sáng tới đây người đội trưởng của họ chính là Cup One. Còn trong cái game thi đấu vừa rồi thì cũng gọi là tròn vai tới được Bảo Nam thôi. Anh nghĩ rằng là hôm nay là một ngày mà Bảo Nam họ đã dành cái sự chuẩn bị là kỹ càng hơn cho những ngày thi đấu còn lại trong vòng Super Weekend này. Họ biết rằng mình vẫn còn cơ hội, và đó là lý do tại sao mà Bảo Nam tính đến hiện tại họ đang rất là cố gắng để có thể quay trở lại với cả cuộc đua. Vâng ạ, trước khi mà chúng ta đến với phần tiếp theo thì sẽ cùng đến với một sự kiện.
Fan hâm mộ eSports PUBG Mobile chỉ cần quét mã hoặc đăng nhập vào đường link sau đây pmplc.com.vn/H5 để chơi một trò chơi nho nhỏ về nhận về cho mình ngoại trang PMPL độc quyền. Các bạn khán giả hãy nhớ những sự kiện đồng hành cùng với PUBG Mobile Pro League Việt Nam Season 4 để có thể nhận được những phần thưởng vô cùng giá trị và số lượng chỉ có hạn thôi nhé. Và ngay bây giờ thì Thảo Trang đã nhận được tín hiệu tiếp theo của game thi đấu thứ 3 ngày hôm nay rồi. Xin mời các bạn sẽ cùng đến với game thi đấu thứ 3 của ngày hôm nay. Vâng, như vậy thì chúng ta đã trải qua phần trò chuyện trước trận thi đấu và tổng kết lại một chút về những chỉ số trong game thi đấu vừa rồi. Và từ game thi đấu thứ 3 này thì mình cùng với cả Loki sẽ là người gửi đến các bạn phần bình luận. Và ngay bây giờ, không để các bạn chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả những diễn biến tiếp theo ở trong ngày hôm nay. Sẽ lại là một map thi đấu Rangel nữa. Vâng, và đó là map thi đấu Yengel, một map thi đấu cực kỳ quen thuộc của tất cả tuyển thủ chúng ta mà thôi. Vị trí cũng như là bố cục của map thì hầu hết tất cả player chúng ta đã nắm được hết 100% rồi. Và đứng vào vòng bo đầu tiên, rất đẹp, vòng bo ở khu vực trung tâm của bản đồ. Và điểm qua một chút về cái tên sẽ tham gia ở map thi đấu này, đó là đội hình bên phía team Strymon, Bisenot, Easy Spy, One More. Bên phía team Yumehau, Ligru, Bảo Nam, Dưa Tật, BAT, Star Esports, VGaming, AAT, Star All Star, Bóc Gaming, Dingo Server, DLK Esports, Takademy. Đó là 16 cái tên rất sắc vượt qua vòng weekday để có thể có mặt ở trong vòng đấu Super Weekend này. Với việc trong game thi đấu vừa rồi Dingo Server có top 1 18 kill thì có lẽ là phần còn lại của tần thi đấu đầu tiên này khó để có thể thoát được cái chức vô địch dành cho Dingo Server, đúng không? Loki nghĩ sao? Đúng như vậy. Uầy, nhưng tại từ từ đã nha, khi mà ở đây thì VGaming thậm chí còn chủ động đi săn người luôn. Họ biết được rằng đối thủ của mình là ai rồi, phát hiện ra clear lớp đã di chuyển lên trên khu tầng 2. Tuấn Z chủ động kê tầng 2, sẽ là những xe đạp bắn kẹp chéo Tôm di chuyển lên, nhưng đó là một khẩu shotgun S12K và Tôm bị knock out rồi. Rất may mắn là chưa bị confirm, tiếp tục có một khẩu DPS nữa dành cho clear lớp ở trong tiểu thủ nhà này. Và có thủ nổi hay không đây, chủ động đẩy xuống sẽ là một quyết định sai lầm tới từ clear lớp rồi. Đây rồi, một tiếng knock out nữa, double knock out và đó là triple knock out dành cho clear lớp. Giờ chỉ còn lại một mình chua mà thôi. Hãy chờ xem chua liệu có thể nào giải vây được cho những người đồng đội của mình hay không. Đây đang chờ đợi tham minh tới từ clear lớp. Nếu như quãng thời gian này Yumi học cử thêm người đến thì đó gần như là một dấu chấm hết dành cho VGaming rồi. Chủ động đẩy ra phía ngoài nhà, những clear lớp đã sai lầm với quyết định này và đó là một tiếng đổi mạng tốt của chua. Giờ thì những người còn lại bên phía của Yumi học di chuyển đến khu vực Gatka này là quá muộn rồi. Vị trí clear lớp chỉ còn vẹn chính xác thôi thì sẽ có một highlight để đời vị trí clear lớp rồi. Bây giờ thì bên phía team Vinh họ sẽ cứu lại đủ 4 thành viên, nhưng điều cần cẩn thận bây giờ là bên phía team Yumeo họ đang di chuyển trên con xe ba bánh và ra khu vực này để có thể trả thù cho vị trí clear lớp. Chúng ta cùng chờ xem nào, liệu rằng bên phía team Yumeo họ có thể di chuyển kịp không đây, khi mà vị trí Butcher đã rất nhanh lên sẽ bắt ghi và di chuyển vào trong khu vực lớn. Và không được rồi, bên phía team Yumeo họ đã di chuyển ở căn nhà này rồi và đâm chết đi vị trí của Butcher. Và sẽ là tình huống 2v3, 3 thành viên còn lại bên phía team Vinh đã cực kỳ yếu máu. Bây giờ thì không hề có bất cứ một lượng trang bị hồi phục gì trên người của VGaming cả. Đó mới là vấn đề. Rất khó để có thể sủi đi được ngoài khu vực Gatka này khi mà Cuvet đã có một góc kê quá đẹp rồi. Rõ ràng ở trong trận thi đấu này thì VGaming đã thay đổi về mặt lối chơi. Họ muốn chủ động đi bắt người, bắt những đội tuyển ở nhóm dưới. Nhưng đó đang là một con dao hai lưỡi. Tạm thời thì VGaming đang lãi, nhưng ở trong những phút thi đấu tiếp theo thì chưa thể nói trước được điều gì cả khi mà 3 play của VGaming còn lại đều đang ở trong trạng thái cực kỳ yếu máu. Đúng như vậy, hiện tại thì bên phía team VGaming họ không có trang bị, họ không có súng cũng như không có máu. Bây giờ kể cả họ có clear đi được đội hình bên phía team Yumeo thì họ cũng không thể loot được gì cả. Khi mà ở đây vị trí này đã outbo rồi, với việc như vậy thì họ không thể nào có thể quay được về khu vực lớn, đó là khu vực chung cư cảng Metropole, để có thể loot thêm cho mình những trang bị. Và hứa hẹn đây sẽ là một cái game đấu cực kỳ khó khăn dành cho bên phía team VGaming. Bắt đầu chủ động mở rộng những hướng di chuyển ra để có thêm lượng trang bị tới được VGaming rồi. Nhưng chua thì mới chỉ nhặt thêm được có một vài bình nước để san sẻ ra cho những người đồng đội của mình mà thôi. Chưa có bất cứ một cái first aid kit nào cả. Đó vẫn không phải là một tín hiệu tốt dành cho VGaming. Giờ thì đang phải chủ động kê thôi. Nếu như lì lợm thì bộ đôi bên phía Yumeo cũng sẽ ôm VGaming đến chết.
Và tôi nghĩ rằng là sau khi mà bị mất đi hai người thì khả năng cao là bộ đôi của Yumiho sẽ ôm Vgaming đến chết thật luôn. Loki nghĩ sao về cái điều này? Đúng như vậy, và chắc chắn thôi, khi mà bên phía team Yumiho họ cũng nhận được lượng thông tin đáp trả lại tới từ vị trí của club là bên phía team Vgaming họ không có đồ, cùng với đó là không có trang bị súng bắn. Và như chúng ta đã thấy rồi, có giết vị trí của Chua là có mình cây UMP thôi, có những thành viên còn lại vẫn đang có mình khẩu shotgun, và thậm chí vị trí tuần Z2K đã không có máu. Và bên phía team Yumiho với một lợi thế hai thành viên còn lại, họ loot cho mình được rất nhiều vị trí nhà lẻ ở khu tâm bo bản đồ, thì bây giờ cái lượng trang bị của bên phía team Yumiho sẽ đè được so với bên phía Vgaming. Và mất đi hai người rồi, chắc chắn bên phía team Yumiho họ sẽ cố gắng ở lại để có thể trả thù cho những đồng đội của mình. Vgaming đang muốn chậm lại rồi. Thật ra thì họ vẫn còn xe ở phía sau khu vực căn nhà kia. Nếu như muốn thì Vgaming vẫn có thể rời đi được. Và đây có vẻ như là một tình huống fake footstep rồi, một người rời đi nhưng vẫn để lại Chua cùng với cả một thành viên nữa để có thể chờ đợi và cảm nhận những footstep được tạo ra tới từ bộ đôi bên phía Yumiho. Trong đó thì quay trở lại khu Pochinki cùng với Dingo Xavier, lực trang bị giàu có trên người, và ngay lập tức thì Dingo Xavier quyết định rời đi thôi. Hãy chờ xem địa điểm họ lựa chọn sẽ là ở đâu đây. Ở đây là một chiếc xe mà xe ô tô 2, nên có lẽ bây giờ thì cái điều của Rabbit đang muốn là chở Frankie đi lấy thêm một vài những chiếc xe nữa để có thể chủ động tối đa cho những bước di chuyển bo dành cho Dingo Xavier. Đúng như vậy, hiện vị trí của Dingo Xavier có cho mình được một vực đẹp, đó là Pochinki, một cái khu vực cực kỳ lợi thế dành cho đội tuyển này. Và với phong độ hiện tại thì chắc chắn ở những map thi đấu như kiểu Evo như này thì sẽ là một cái lợi thế rất nhiều dành cho bên phía team Dingo Xavier. Còn Cường bây giờ ví dụ cho Cường mà thi đấu giải này, mà cho Cường phải chọn một trong khu để có thể mình rút đồ và di chuyển đấy, thì Cường sẽ chọn khu nào? Cá nhân tôi thì tôi lại thích cái khu farm, khu ngày xưa của chính Hai Y. Thì cái khu trại farm cho đó biết thì vì sao Cường? Ok, rất là dễ dàng thôi. Tại vì đó là một vị trí mà với cái setting giải X2 đồ lên thì cái lượng đồ vẫn sẽ là đủ dành cho cả một squad. Trong cái đó thì dù cái vòng bo nó có về khu vực quân sự hay về khu vực đất liền đi chăng nữa thì farm cũng sẽ có rất nhiều những phương án để có thể di chuyển. Đầu tiên, nếu như về khu vực quân sự thì rất dễ dàng thôi, chúng ta loot đồ một cách khẩn trương, kể cả qua loa cũng được, và sau đó sẽ sang bên khu vực quân sự để có thể chuẩn bị thêm đồ, hoặc cũng có thể loot cách đầy đủ và sau đó lại sang bên khu vực quân sự sớm để có thể tăng cầu. Nhưng mà từ từ đã, ở đây thì đang có giao tranh nổ ra, cù vẹt nằm xuống rồi, bắt đầu phát hiện được những vị trí của đối phương, và đó là mạng tiếp theo dành cho Tuấn Z. Double kill cho Tuấn Z ở trong tình huống xử lý vừa rồi, 4 kill cho Vgaming, 1-4 hoàn toàn lãi thôi, không có gì khó khăn cho Vgaming ở trong turn xử lý vừa rồi cả. Quay trở lại với câu giờ, chuyện bước là đi bo như thế nào ở farm. Thì đó, ở bên quân sự thì tôi có nhiều phương án. Nói chung thì tôi xem BTA chơi nhiều vị trí farm đó rồi nên tôi cũng biết được khá nhiều những chiến thuật. Trong cái đó thì nếu như bo về khu đất liền thì chúng ta cũng có nhiều cung đường có thể di chuyển dọc mạn đường quốc lộ bên mạn phải. Hoặc nếu như vòng bo lên cảng Chakchopun thì chúng ta cũng có thể di chuyển sang mạn dưới bên cánh trái 6 giờ cũng được. Cũng có rất là ít đội tuyển lựa chọn ở những vị trí nhảy như vậy, nên là phần lớn những cái con đường di chuyển của bo nó hình như là hoàn toàn clear. Đúng như vậy, thực ra thì Cường cũng có sĩ giống mình đấy, mình cũng chọn khu farm đó. Và tất cả những gì lý do mình chọn thì nãy Cường đã nói rồi. Và quay trở lại đây, đó là đội hình bên phía team One More đã thủ cho bình khu này. Tạm thời thì vị trí Bucky, lượng trang bị trên người sẽ là một cái ba lô 1, giáp 2, mũ 2, một phất E, là băng đết, 4 nước, 1 thuốc, một lượng trang bị khá là cơ bản dành cho vị trí Bucky. Và để xem cái lối di chuyển tiếp theo của đội hình bên phía team One More sẽ là như thế nào đây. Còn nói qua một chút về vị trí của Vgaming, sau khi clear đi được vị trí của team Yumiho thì cái bước tiếp theo của bên phía team Vgaming là họ sẽ phải cố gắng loot thêm cho mình thật nhiều trang bị để có thể vào trong vòng bo tiếp theo, khi họ đã quá mất nhiều thời gian của đội hình với đội hình bên phía team Yumiho ở cái khoảng thời điểm bắt đầu game rồi. Đây là một trận thi đấu mà One More có thể tận dụng được. Chờ xem nếu như đây là một trận thi đấu mà họ đem về được cho mình một cái top 1 thì sẽ tiếp tục là một cú đột phá trên bảng xếp hạng tổng, để có thể rút ngắn khoảng cách với đội tuyển đang ở top đầu, đó là Dingo Xavier. Với vòng bo về đoạn Jazz Janapoliana như thế này thì sẽ khá khắc nghiệt. Đây mới chỉ vòng phây thứ 3 thôi, vòng phây thứ 2 thôi nên chưa có quá nhiều điều xảy ra. Nhưng khi đến với vòng phây khoảng thứ 4, với việc là địa hình phần lớn đều là đồng bằng như thế này thì số lượng player của chúng ta sẽ tụt xuống rất nhanh. Đúng như vậy. Và hiện tại nhìn qua một chút về map đấu thì tất cả đội tuyển chúng ta đang có một cái lựa chọn là lấy khu tâm bo
một cái lối chơi, một cái meta ở thời điểm hiện tại của The PUBG Mobile Season 4. Ở đây thì bên phía team ESPY họ đã có cho mình được vị trí đẹp trong bo rồi. Một trong những đội tuyển hiện tại cũng đang là đánh giá có phong độ rất cao, khác so với bên phía team DEC là họ không có cho mình được cái sự ổn định ở trong những tình huống quyết định trong vòng bo cuối cùng để có thể lấy cho mình cái top 1 thôi. Và hy vọng bên phía team ESPY họ cần phải rút kinh nghiệm và sửa và hoàn thiện hơn trong cái khả năng combat ở những vòng bo cuối cùng. Để nói VG ESPY thì đây là một đội tuyển cực kỳ chiến. Tôi cảm giác như đây là một cái phiên bản trẻ hơn của Savior ngày xưa vậy. Một đội tuyển thuần kỹ năng và tỏ ra luôn luôn cực kỳ thèm khát những số lượng điểm hạ gục. Nhưng đúng như những gì mà Loki cũng đã có nói thì cái điều mà họ thiếu ở khoảng thời gian này đang là sự ổn định và cái bản lĩnh thi đấu của một đội tuyển hàng đầu. Nếu như cái lineup của EZ Aspire có thể gắn kết và chơi với nhau ở trong những mùa giải tiếp theo thì tôi nghĩ rằng họ sẽ rút ra được những bài học và từ đó thì sẽ trưởng thành hơn. Nhưng để bây giờ sau một mùa giải mà một đội tuyển mới bắn tốt như EZ Aspire có thể giữ nguyên được lineup của mình thật sự là một điều rất khó. Đúng vậy, và thậm chí có thể là ngay sau ngày thi đấu này, ngay sau kết thúc giải thi đấu này thì bên phía Team Bóc Gaming lại chiêu mộ một người về, hoặc là V Gaming hoặc là DX chẳng hạn. Dẫn đến việc là hy vọng là bên phía Team ESPY họ có thể giữ nguyên lineup đó. Còn quay trở đây, bên phía Team Simon cũng có mặt ở trong một cái top rất ổn ở trên bảng xếp hạng. Hiện tại đang thủ cho mình một khu căn nhà đẹp, Gosu lượng trang bị là ổn. Ba lô 2, mũ 2, giáp 2, 3 phớt E, 5 băng đết, 4 nước 2 thuốc. Gosu thì cũng là một trong những player bắn rất tốt và kiếm cho rất nhiều cái MVP về cho team ở những mùa giải gần đây. Và đặc biệt có thêm cả vị trí Spec nữa. Nhưng mà hiện tại ở giải thiếu này thì chúng ta đang nhìn thấy Trường Dinh đang có cho mình một cái bộ mặt cực kỳ khác. Liên tục là những tình huống gánh team cũng như là lấy MVP về cho team, khác với Simon ở mùa giải thi đấu trước. Trai hát và tập trung vào PUBG Mobile, đó là những gì mà tôi đã thấy ở Trường Dinh từ mùa giải PMPL Season 3. Và mùa giải này đúng như những gì mà Loki vừa nói thì cái màn trình diễn của Trường Di nó đã khác hẳn rồi. Nó khác hẳn so với PMPL mùa 3, đó là một SLD non trẻ và thiếu kinh nghiệm. Đến chỉ cần mùa giải thứ hai liên tiếp mà họ được chơi ở đấu trường cao nhất của PUBG Mobile Việt Nam thôi thì đã là một màn trình diễn hoàn toàn khác tới từ SLD rồi. Đặc biệt với sự trưởng thành của người đội trưởng Trường Di nữa. Giờ thì đang bắt đầu scout map, một trong những đội tuyển đầu tiên muốn chiếm khu vực đồng với Jasana Poliana. Sau khi mà có cái bản update 1.0 gần đây nhất thì vùng đồng Jasana Poliana đã nhiều hơn những vị trí để cho các đội tuyển có thể tận dụng được rồi. Đó là những cái hõm. Nhưng những cái hõm này cũng có một điểm yếu, đó là sẽ có rất nhiều những quả nết để có thể ném vào được một cách rất dễ dàng. Đó là một điều mà SLD cần phải dè chừng nếu như họ muốn lấy hõm ở Jasana Poliana. Chính xác là như vậy. Còn quay trở lại Bóc với mình thì sao? Họ đã bị tụt lại một cái top rất sâu ở trên bảng xếp hạng. Nếu tôi nhớ không nhầm đó là cái top thứ 7. Và điều cần làm của bên phía Team Bóc Gaming bây giờ là họ phải chắt chiu 3 game đấu cuối cùng này để có thể duy trì được lại cái vị trí top 2 trên bảng xếp hạng. Còn để mà nói mà lật được cái top 1 của bên phía Team Dingo Server thì họ cần phải có 5 game đấu ngày mai thì mới có cơ hội và khả năng để có thể lật được. Rất khó. Hiện tại thì Dingo Server đang duy trì một phong độ quá khủng khiếp. Không thể tin nổi là từ giải thi đấu PUBG Mobile World Invitational mà cái phong độ của DX nó vẫn còn nguyên ạ. Không hề thiên giảm, thiên giảm có phần còn phải tự tin hơn và bắn bùng nổ hơn tới từ Dingo Savio cơ. Bây giờ thì họ cũng đang cầy nát cả PMPL 4 này. Những tưởng như với một đội tuyển thuần kỹ năng và chơi bùng nổ như Học viện Nam Lu, tiền thân của Dingo Savio, thì họ sẽ rất khó để có thể duy trì được phong độ của mình ở trong những mùa thi đấu liên tiếp. Nhưng không, ngay lập tức ở mùa giải này thì đó vẫn đang là một phong độ quá khủng khiếp tới từ Dingo Savio. Họ vẫn đang thể hiện cái vị thế là nhà đương kim vô địch của giải thi đấu. Cường có biết lý do vì sao Dingo Server ở giải thi đấu PNC và Dingo Server bây giờ nó khác nhau ở chỗ nào và nguyên nhân vì sao không hả Cường? Thật ra thì tôi cũng có biết qua nhưng mà Loki có vẻ như khá hiểu nên là tôi sẽ xem Loki sẽ nói về cái việc này như thế nào. Nếu mà theo đánh giá khách quan chỉ của biết qua mình qua thôi. Ừ. Nếu mà đánh giá theo khách quan của mình thì mình nghĩ sẽ là một cái lối chơi chiến thuật không hợp lý của Dingo Server ở giải đấu PNC. Và có lẽ sau khi thay đổi lối chơi đó thì bây giờ bên phía team Dingo Server họ bắn lại với lối chơi như mà một bên phía team
Học viện Nam Blue tiền thân và bên phía Team Shadow ngày xưa họ đã từng bắn, thì cái lối chơi đó tạo nên sự khác biệt cũng như là bắn tốt hơn so với một cái lối chơi ở PNC. Và nếu mà nhớ không nhầm thì cái lối chơi ở PNC hình như là lối chơi của huấn luyện viên đưa ra thì phải. Cũng có thể. Thật ra cái việc đó tôi nghĩ là chỉ có những người ở trong cuộc thì họ mới biết thôi. Nhưng đúng là kể từ khi mà Dingo Savage họ không còn huấn luyện viên nữa thì đang là một bộ mặt hoàn toàn khác tới từ chính họ. Một phiên bản tốt hơn khá nhiều. Quay trở lại vòng bò, chúng ta có vòng phây thứ tư rồi. Vòng phây gọi tên Bóc Gaming, Dingo Savage và cả Talent Sport nữa. Trong đó thì Light Glue đang lập ra một cái chốt. Sẽ có giao tranh nổ ra thôi. Một góc đứng khá đẹp dành cho Light Glue. Trong đó là SLD vừa mất ai. Pikang và một thành viên nữa bên phía của LLD đã nằm xuống một pha game bò. Tới thì Bisenot và có cả người thứ ba mang tên Angry Animal Team. Tiếp tục thì Pikang bị confirm rồi đó, để một góc dành cho Bensu. Trường Jin cũng nằm xuống. Mạng dành cho Roy. Light Glue Gaming góc còn lại này thì Kokorai vừa bị knock out. Vâng, ở đây đang có sự hiện diện rất nhiều team và bên phía Team Takanemi không hiểu lý do vì sao họ lại chọn cho mình thủ của căn nhà vệ sinh đó. Đó là một khu vực chết dành cho bên phía Team Takanemi ở những thời điểm vòng bo thứ 4 này. Thường thường cái chỗ đó chỉ lấy được ở phạm vi vòng bo thứ 5 đổ lên thôi. Còn quay chỗ này đó là bên phía Team One More, cũng là bên phía Team Talos Star. Hai đội tuyển cực kỳ mạnh đang giao tranh với nhau. Và người nằm xuống đó là vị trí nguyên 2K. Bên phía Team Talos Star họ cũng để mất tới một người. Và sẽ là tình huống 3v3. Cái nhịp độ tạm thời sẽ được giảm đi một chút sau khi cứu lại đủ 4 thành viên bên phía Team Talos Star cùng đó One More. Chúng ta cùng chờ xem cuộc combat của hai đội tuyển mạnh này sẽ là như thế nào. Cái sự khó chịu nó còn tới từ đội tuyển thứ 3 nữa. Đó là các thành viên bên phía EG Aspire đang bắn chéo sang bên phía One More. Trong khi đó thì Nguyên 2K đâu rồi? Tôi vẫn chưa thấy Nguyên 2K bị confirm. Nhưng nếu như để mất đi vị trí của Nguyên 2K thì đó sẽ là một thiệt thòi rất lớn dành cho Unmore, khi mà Nguyên 2K ở trong quả đấu gian gần đây đang có một phong độ cực kỳ cao và đang là người thường xuyên gánh kèo trong đội của Unmore. YG tiếp tục nằm xuống với một quả nết. Giờ thì mid là Ren có vẻ như cũng ném nết lỗi thì phải. Đúng là như vậy rồi. Ôi, và ngày sau đó thì mid là Ren nằm xuống tới từ quả nết của Unmore. Quá sai lầm ở trong pha xử lý vừa rồi. Nhưng rất may là Unmore đang phải tận dụng quãng thời gian này để có thể cứu lên những người đồng đội đang bị nốc của mình, đó là YG. Đúng như vậy, và tạm thời vẫn sẽ là 4v4 thôi. Chưa đội tuyển nào dám công lên, một đội chơi cực kỳ an toàn khi họ nhận ra. Ở khu vực trên đồi cũng như ở khu vực đồi bên phải nữa, đang có sự kiểu rất nhiều team đang muốn khêu vào hai vị trí của team này. Và ngay lập tức đó là một thành viên bên phía team Alarm xuống, đó là Bắc Kỳ. Người khêu đó là bên phía team Spy DC. Một đứa khêu nhưng có lẽ vẫn không thể nào còn hơn được đâu. Cần phải vào trong nhà tới cái đội hình bên phía team One More, nhưng vào nhà cũng khó cơ. Vào nhà cũng ăn hết tới bên phía team Spy. Và đó là một tình huống áp sát vào tới DG Spy rồi. Một cuộc tình tay ba. Một pha combat mà cảm giác DG Spy có được một sự tự tin. Nhưng ngay lập tức thì Dũng PC nằm xuống rồi Unmore cũng mất đi chứ còn đang lì. Và đó là top thứ 15 ở một diễn biến khác dành cho DRK với chỉ 2 kill mà thôi. Trong đó thì người thứ ba đến đó là DG Spy thì cũng chưa hề thấy lợi thế ở đâu cả. Mà ngay lập tức đã bị knock out đến chứ còn Dũng PC rồi. Bắt buộc phải chậm lại thôi. Đây là lúc mà những quả nết tới từ các top player chúng ta sẽ thể hiện được đẳng cấp. Có nết được ném ra tới mid Aren rồi. Và đó là double kill. Mốc là người confirm được hai thành viên bên phía Unmore. Và đó là top thứ 14 với không kill dành cho Unmore trong trận thi đấu này. EG Spy họ công cực kỳ mạnh liệt, clear hoàn toàn đối với phía Unmore. Với bây giờ họ chống trả đợt tấn công của Talos Star để xem phong độ cao bên phía EG Spy có thể làm gì ở tình huống này không đây. Và tiếp tục quả nên tốt tới DC và bắn tốt. Đó là double knock out đây và sẽ là 2v2. Như vậy khả năng cao bên phía TP Spy họ đã phải gặp lại rồi. Nhưng vậy chưa, vẫn còn một thành viên nữa đang có lẩn trốn đâu đây. Đó là vị trí của Chiu. Sẽ là tình huống đối mặt 1v2. Để xem Chiu được cân hàng thứ này không đây. Chuông ra ngoài nằm cỏ để né đi cái đợt tấn công của bên phía Talos Star. Và cần điều cần làm của bên phía TP Spy bây giờ là phải công nhanh vào trước khi bên phía team Talos Star họ cứu lại đủ 4 thành viên, hoặc là cứu lại đi vị trí của những PC. Chắc chắn là bên phía team Talos Star họ không thể để cho bên phía team EG Spy làm điều đó đâu. Liên tiếp là những quả nết lên trên khu vực tầng 2, nhưng đối phương thì đâu có ở trên tầng 2 đâu. Lãng phí rồi, và khoảng thời gian vàng đã trôi qua dành cho Chiu Junior. Khi mà để cho Talon Star cứu đủ cả 4 thì đó sẽ là một cái án tử chắc chắn dành cho Chiu Junior thôi. Đẩy ra rồi, bị bắn yếu, không bị trả ra một lối chơi quá thụ động. Và đó là 4 kill vô cùng dễ dàng dành cho Talon Star. Top thứ 13 với 4 kill dành cho EG Spy. Một sự hổ báo không cần thiết của đội hình bên phía team ES Spy. Có lẽ là họ không muốn di chuyển bo nhiều và sẽ chơi một lối chơi đơn giản hiệu quả là công. Còn quay trời đó là Bảo Nam, Dương Tật bị mất 2.
là cũng cố gắng chống trả đợt tấn công của Team Takadami, và người bỏ chạy sẽ là Phoenix, và như vậy sẽ là cái top thứ 11 dành cho hình bên phía Team Takadami, và sẽ cứu lại đủ được hai thành viên bên phía Team Bảo Nam rơi tật, và sẽ là 5 kill dành cho đội tuyển Bảo Nam. Bắn khá tốt trong pha xử lý vừa rồi tới từ Carbon. Ngày hôm nay thì Carbon có vẻ như đang có một phong độ rất cao. Trận thi đấu đầu tiên cũng chính Carbon là người đã đem về cái top 1 dành cho Bảo Nam United. Và như vậy chúng ta có vòng phây tiếp theo rồi. Khu vực tâm bò đang là ba đội tuyển cực kỳ mạnh: Bóc Gaming, Dingo Xavier và Bisenot. Trong đó thì V-Gaming cũng vừa áp sát vào cục safe zone từ 6 giờ. 3 giờ đang là sự xuất hiện của Bảo Nam United. Trong đó 9 giờ là Talon Esports. 11 giờ đang là Talon All-Star. Chúng ta còn lại toàn các top team ở trong trận thi đấu này thôi. Ở đây thì bên phía V-Gaming sẽ là tướng combat của Bảo Nam giữa tầm cắt thì bị Yuhan Tì, và người còn súng cuối còn sống cũng có cô đài. Cái gì đây? Tâm xe qua nhưng không chết, rất ảo ở đây nhưng không sao cả. Dù vào đã kết thúc đi cái mạng cuối cùng bên phía Team Liquid Crew, cực ảo trong đó. Không hiểu tại sao đâm xe qua mà không chết rất được. May mắn, rất may mắn dành cho Crocodile. Và bây giờ thì tiếp tục là những tờn giấy DP của Milaren. Một vị trí chống trải như này thì làm sao mà trượt được đây. Tiếp tục xấy thẳng vào xe, trong đó vòng vò tiếp theo cũng đã có rồi. Một vòng vò tiếp tục gọi tên Dingo Xavier, Bóc Gaming và Bisenot. Trong cái đó góc còn lại này là Milaren đang cày tan nát các thành viên bên phía Bisenot rồi. Hai người đã nằm xuống dẹo súng của Milaren, và giờ thì chỉ còn lại một mình. Ai đây? Tôi vẫn chưa xác định đó là ai. Và lại một lần nữa đó là người đội trưởng của Bisenot, Bensu. Talon Star ngay lập tức set up một thế công sang mạng trái này khi nhận thấy mình có quá nhiều những lợi thế rồi. Vâng, và sẽ là cái thế cực khó của bên phía team Bisenot. Đó là một ao bò. Họ làm sao để có thể di chuyển bò đây khi mà bên phía Talon Star họ kê gắt quá. Không có bất cứ một cơ sở nào để cho bên phía team Bisenot họ để di chuyển được cả. Thậm chí cả những chiếc xe họ bị hỏng rồi. Và ở đây bên phía team Bảo Nam vô tình cứu nguy một chút cho bên phía team Bisenot khi mà knock out được vị trí 17. Hai thành viên bên phía TA phải cần nghĩ cách để cứu lại vị trí 17 và sau đó di chuyển vào bò tiếp theo, khi mà ở đây vị trí Talon Star cũng đã bị ao bò rồi. Đang là một góc đẹp để Bảo Nam United có thể thoải mái xả súng rồi. Họ đang có 7 kill từ hiện tại. Silent tiếp tục táp sang bên phía Talon Esports. Và đó là những tình huống táp cực kỳ chính xác. Looper nằm xuống, F1 Courier lên xe và bỏ đi, quay về stack với 3 người đồng đội của mình. Và ở một diễn biến khác thì Bisenot cuối cùng cũng đã chịu giơ tay chịu chói trước các thành viên bên phía Talon All-Star. Top 7 dành cho Bisenot ở trong game thi đấu này. Mặc dù có lợi thế về mặt vòng vo, nhưng về mặt địa hình ở đây thì nó lại không được đẹp như Bisenot cho lắm. Vâng, và 10 kill dành bên phía team Bảo Nam. Rồi thật đấy, đúng là một Bảo Nam ở PNC cho các bạn. Một sự quay trở lại cực kỳ mạnh mẽ của đội hình bên phía team Bảo Nam. Và bây giờ họ quăng chống trả được tấn công tiếp theo trước mặt sẽ đội hình bên phía team Bóc Gaming mình. Và bây giờ Bóc Gaming bị knock 1, đó là chiếc break. Họ chúng bắn tới chắc có lẽ là vị trí team Bảo Nam mà thôi. Đúng như vậy, và sẽ là Sanxi, một cái tiền đề đẹp dành cho vị trí team Bảo Nam để có thể công vào vị trí team Bóc Gaming mình. Những khẩu DP tới từ Talon All-Star đang phát huy hiệu quả cực kỳ tốt. Và thôi xong rồi, Dingo Xavier cũng bất ngờ dừng lại vị trí top 6 với 0 kill. Một trận thi đấu mà Dingo Xavier đã chơi không được mượt mà cho lắm so với cả những game thi đấu đầu tiên. Giờ thì sẽ là một khoảng trống được tạo ra dành cho những đội tuyển đang ở thế bám đuổi như Bóc Gaming, như V Gaming, như Talon Star hay thậm chí cả Bảo Nam này tật nữa. Ui, ngay lập tức thì Chua nằm xuống rồi, một góc đứng quá trống trải, và ngay lập tức cái đầu lạnh tận dụng được sai lầm tới từ vị trí của Chua. Bây giờ sẽ có chiến của 5 team, cùng với đó là 12 player ở trong cái bóng cuối này. Toàn là những team mạnh mà thôi, Bảo Nam, TA, TE, V-Gaming. 5 cái tên cực mạnh ở trong cái vòng bóng cuối này. Và cái tên đầu tiên nằm xuống đó là đội hình bên phía Talon Esports. Và sẽ chỉ còn lại 4 cái tên mà thôi. Đã tới nhìn qua thì lợi thế sẽ nghiêng về cho bên phía team Talon Star, cùng với Bảo Nam, dưa tật. Bóc cái mình hiện tại là ngoái bò, chỉ còn có với 2 thành viên mà thôi. Sẽ là di chuyển kiểu gì đây? Một cái top 1 cực kỳ khó đoán dành cho bên phía team nào. 14 kill ở thời điểm hiện tại dành cho bên phía team Talon All-Star, một số lượng kill cực kỳ nhiều. Một màn quay trở lại rất là hợp lý dành cho vị trí của team Talon All-Star. Nhưng nhìn ở một góc độ nào đó thì chúng ta cũng đang thấy được một sự không ổn định tới từ Talon All-Star. Họ thường xuyên có những trận thi đấu nằm lại ở top sớm và rất ít kill. Nhưng khi mà đã bùng nổ thì đó là một bộ mặt hoàn toàn khác tới từ Talon All-Star, giống như trận thi đấu này. Họ có được cho mình tới 14 kill và đang cạnh tranh cái Winner Chicken Dinner. Nhưng vòng bó tiếp theo thì sao đây? Đó là một vòng bó ủng hộ cho Talon All-Star. Chân mạnh thiên tử đây rồi. Có bò. Và hãy chờ xem cái cách mà Talon All-Star tận dụng cái vòng bó này như thế nào.
70% cơ hội dành cho Talonstar với một vòng bò đẹp như thế này. Trong đó thì cái đầu lạnh vừa Agon đến vị trí của Silent, rồi một tiếng chạy trống quá sai lầm tới từ vị trí Silent. Vâng, và Bảo Nam không cẩn thận họ sẽ phải có cái top 3 ở những cái đống này cơ, chứ không phải là top 2 đâu. Và đúng như vậy, rất bất ngờ và sẽ là cái top 3 thì vị trí team Bảo Nam. Và bây giờ sẽ tướng 2v3 của Bóc với mình, cùng đó Talonstar. Hai player có kỹ năng rất tốt ở ở thời hiện tại của bên phía team Bóc với mình. 4 kill dành cho bên phía team Bóc với mình, và có lẽ là sẽ là bên phía team Talonstar họ là người hưởng lợi thế nhiều hơn ở giai đoạn vòng bo cuối này. Lợi thế về tâm lý, lợi thế về địa hình. Hãy nhớ hôm qua cái đầu lạnh đã có một tiếng clutch 1v2 nha, nhưng không được rồi, Gian 17 tắm quá khôn. Giờ chỉ còn lại một mình Marco thôi, và đó là một cái thế 3v1 không có cửa bật dành cho Marco. Top 1 gọi tên Talon All Star trong trận thi đấu vừa rồi với 18 kill, 2943 đam gây ra. Lượng đam nhận vào là 1129, trong đó lượng máu hồi dành cho Talon All Star là 1020. Và cuối cùng thì chúng ta cũng thấy được một Talon All Star vô cùng bùng nổ. Vâng, như vậy thì game thi đấu thứ 3 của chúng ta tại Irangel là một top 1 rất bùng nổ mang tên Talon All Star. Có lẽ đây là một câu trả lời với Dingo Xavier khi mà ở game thi đấu trước thì đấy cũng vừa kết thúc cho mình một cái top 1 với 18 kill. Thì ngay lập tức game sau, Talon All Star cũng không hề chịu kém cạnh đương kim vô địch của PUBG Mobile Pro League Việt Nam. Và ngay bây giờ hãy cùng nhau quay trở lại với những highlight trong trận thi đấu vừa rồi trước khi đến với cả hai game thi đấu còn lại ngày hôm nay. Chẳng thể dừng chân tới khi ta đã sang ngày mới, luôn luôn có kẻ dập dình nhưng ta chẳng hề một mình. Đường dài ta bước mấy khi ta có nhau trong tay. Ai cũng có chung một bắt đầu vô tình, trên đường gặp được nhau người ta đi trong còn mình đi sau, để ván bài lật ngửa xem ai là người sống lâu. Không có điều gì khó, chỉ sợ là lòng người không bền. Có trong tay là mũ ba và súng thánh, cứ đi đi rồi sẽ đến được những nơi ta cần đến. Đường khó sẽ